Đây là xăng thơm, hay gọi là xăng công nghiệp rất mạnh, tẩy được xăng, tất cả các loại sơn đều tẩy ra hết. Một dung dịch cực mạnh, có mùi thơm, gọi là xăng thơm. Các bạn có thể chà xát trên mạch in. Mạch in bị rỉ sét, nó có thể phóng ra những oxy hóa. Đối với những thiết bị sơn, nó có thể tẩy rửa thật sạch. Đối với những thiết bị bằng sắt oxy hóa, nó có thể bật rất mạnh. Chúng ta có thể dùng này chà lên mạch in. Nhớ đừng chà lên đồ nhựa, nó có thể làm hư đồ nhựa. Đầu tiên, khi các bạn muốn phục hồi một đồ bị reset, các bạn phải rửa thật sạch bằng xà bông, xà phòng hoặc xăng thơm. Cho sạch thì sạch. Nếu cảm giác cứu được thì mình cứu. Nếu không được thì mình dùng biện pháp cuối cùng, đó là dọn nhà. Dọn nhà có nghĩa là thay thế những linh kiện nào hư, hỏng, hóc đều lột bỏ ra thay. Thay lầm hơn là để lầm. Đây là những kỹ năng mà giúp cho các bạn biết bóc tách linh kiện, dọn sạch linh kiện, dọn sạch mối hàn và để lại chân linh kiện thông nhau. Là khi chúng ta có thể tháo linh kiện cũ bỏ đi thì chúng ta lắp linh kiện mới vào một cách dễ dàng. Chúng ta không dùng đồ hút chì mà chúng ta có thể làm được. Đây là những kỹ năng mà các bạn phải xem và thực hành hàng ngày để chúng ta có thể nâng cao tay nghề.
mối hàn chì mà đã bị oxy hóa, các bạn dùng mỏ hàn không thể nào chảy nổi, thì chúng ta có thể cho thêm chì vào. Chì mới có thể mềm hơn, dễ nóng hơn, chúng ta có thể dễ dàng lấy linh kiện ra ngoài và có thể làm thông lỗ mạch. Lúc đó chúng ta thực hiện những hành động mò dễ dàng hơn. Khi chúng ta phải dùng vật nhọn, vật sắc bén để cạo những chân linh kiện ra, sao cho những mối chì lộ ra ngoài sáng lên. Khi đó chúng ta mới chấm mỏ hàn vào, chấm nhiệt độ vào thì nó có thể dễ nóng chảy hơn và mối hàn của chúng ta trở thành như mới. Sau một thời gian, thầy mò mẫm và bóc tách những phần bị thối rữa do bị oxy hóa của bởi những linh kiện, những mấu chốt, những cặp pin và những sức két. Thì rửa sạch bằng xăng thơm hay gọi là cồn công nghiệp. Thì cái bo của chúng ta thật sạch sẽ và sau đây mình sẽ thay thế cho nó những phần linh kiện tốt hơn.